Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là tối ngày 31 tháng 10, là tối cuối cùng của tháng 10. Chúc cho mọi người có một buổi tối chủ nhật vui vẻ bên gia đình, bên những cái đứa con nghịch ngợm của mình. Câu chuyện hôm nay của chúng tôi là anh công nhân đạt 630 điểm thi TOEIC. Có một chàng trai nọ sinh ra tại một làng quê nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, thường xuyên đi vay tiền vay gạo để sống qua ngày. Nhà không có điện nên anh chỉ có thể dựa vào chiếc đèn dầu để đọc sách. Sau khi kết thúc học kỳ 1 của năm lớp 11, anh chàng buộc phải bỏ học để đi làm thêm phụ giúp gia đình. Năm 1993, anh chàng ấy đem cuốn sách giáo khoa tiếng Anh lớp 3 lên một thành phố lớn làm việc. Anh làm công nhân tại một nhà máy sản xuất đồ chơi, mặc dù ngày nào cũng phải làm việc mười mấy tiếng một ngày, nhưng anh vẫn tranh thủ thời gian rảnh rỗi còn lại để học tiếng Anh. Hàng ngày anh đều thức dậy từ 4 giờ sáng, ngày nào cũng kiên trì dành ra 7 đến 8 tiếng để học, có hôm còn học đến 2 giờ sáng. Bất luận là mùa đông giá buốt hay mùa hè nóng nực, chưa một lần nào anh tạm ngừng việc học tiếng Anh. Tháng 6 năm 1996, anh chuyển sang làm phụ bếp cho căng tin ở trường đại học nổi tiếng. Với mong muốn được học tiếng anh đã đăng ký tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh ở trường. Anh bắt đầu luyện tiếng Anh từ đó. Sau đó, vì muốn nâng cao khả năng giao tiếp của mình, anh thậm chí đã đóng vai làm phóng viên để phỏng vấn các du học sinh trong trường, tự tạo môi trường học tiếng Anh cho mình. Buổi đầu tiên tham gia câu lạc bộ tiếng anh chàng rất rụt rè và nhút nhát, thấy mọi người ai cũng nói tiếng Anh lưu loát, anh chàng chỉ dám đứng yên một góc, cảm thấy vô cùng tự ti. Nhưng sau đó, anh đã hạ quyết tâm phải học giỏi tiếng Anh. Anh bắt đầu học kỹ năng nghe. Nghe qua băng đĩa, nghe qua đài phát thanh, mỗi tuần một lần, bất cứ khi nào có thời gian rảnh, anh đều kiên trì tham gia câu lạc bộ tiếng Anh. Càng ngày anh càng trở nên bạo dạn hơn, bất luận tiếng Anh của mình giỏi hay tệ, anh đều dám dũng cảm dùng tiếng Anh để giao tiếp. Anh mở một cửa sổ chuyên bán cơm cho người nước ngoài để có thể nói tiếng Anh mỗi khi bán cơm, rèn luyện gan nói tiếng Anh của mình. Anh chàng ấy đã thành công từ một chàng công nhân bình thường chỉ dựa vào việc tự học tiếng Anh mà đã đạt được 630 điểm trong kỳ thi TOEFL. Của anh chàng ấy chính là Trương Đập Dũng. Thành tích của Trương Đập Dũng đã được đăng tải nổi bật trên bảng tin của trường, và chỉ trong thời gian ngắn, câu chuyện của anh đã được mọi người lan truyền rộng rãi. Có người còn đem anh ra so sánh với các cao tăng thiếu lâm, võ nghệ cao cường nhưng hay sống ẩn giật trong truyện Thiên Long Bát Bộ. Từ một anh chàng không mấy ai biết đến, bỗng chốc đã trở thành người nổi tiếng, được mọi người săn đón. Một số người bắt đầu liên hệ với Trương Đập Dũng để xin anh chỉ cho phương pháp học tiếng Anh. Một số trường đại học cũng mời anh làm khách mời trong các buổi tọa đàm về phương pháp học tiếng Anh cho sinh viên. Rất nhiều người đã vây quanh anh để xin chữ ký. Trương Đập Dũng luôn tự nhắc nhở bản thân mình chỉ là một công nhân bình thường, chỉ là thi TOEIC được 630 điểm, nhưng có gì to tát cả. Bài học trưởng thành: bất luận học tiếng Anh hay làm bất cứ việc gì khác, chúng ta cũng cần phải có tinh thần không sợ khó sợ khổ. Chỉ cần các con dám cố gắng phấn đấu thì nhất định sẽ giành được thành công. Một anh chàng công nhân bình thường phải học một môi trường gian nan như vậy mà vẫn có thể thành công, huống hồ các con, những học sinh được học tập những lớp học khang trang sạch sẽ này. Hãy quý trọng cuộc sống hiện tại mà học hành chăm chỉ hơn nữa các con nhé. Đấy. Bố đọc câu chuyện nữa, sau đó đến lượt con nhé. Ông vua huy chương vàng Olympic. Ngày bé, Michel hay bị các bạn chế giễu bởi đôi tai to, hai cánh tay dài và tật nói nắp. Ngay từ khi học mẫu giáo, giáo viên thường nói với tôi rằng con trai tôi không bao giờ chịu ngồi im một chỗ, bé không thể tập trung làm việc gì đó, thậm chí còn cho rằng sau này con trai tôi sẽ không thể làm nên trò trống gì, mẹ Bissenfeld kể lại. Thế nhưng thân hình khác người của Bissenfeld đã được huấn luyện viên bơi nội của trường để mắt đến. Vị huấn luyện viên nói với mẹ cậu rằng con trai bà có những đặc điểm hiếm có của một vận động viên bơi nội thiên tài. Bàn chân to và hai cánh tay dài của cậu bé sẽ giống như những mái chèo lớn trong nước. Dù được đánh giá là có nhiều ưu thế về thể hình, nhưng Michel vẫn không ngừng nỗ lực luyện tập.
Tuần nào cậu cũng bơi trung bình 100 km, cậu không bỏ tập ngày nào, cho dù lễ Noel sau khi tốt nghiệp cấp 3, ngày nào cậu cũng dậy từ 7 giờ sáng luyện bơi đến 10 giờ, nghỉ trưa xong lại tiếp tục luyện tập từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Trung bình mỗi ngày bơi 12 dặm anh, tương đương 19 km. Mọi việc là không có giới hạn, bạn muốn có càng nhiều bạn sẽ đạt được càng nhiều. Michel Phelps thường tự động viên bản thân mình như vậy. Năm 1999, trong Đại hội thể thao thanh thiếu niên toàn quốc, Michel Phelps đã phá vỡ kỷ lục 200m bơi bướm dành cho lứa tuổi U20. Sau đó anh liên tiếp gặt hái được nhiều thành công vang dội. Năm 2004, anh đã thể hiện vô cùng ấn tượng và xuất sắc ở Đông Olympic 2004 tại Athens, Hy Lạp. Năm 2007, tại giải vô địch bơi lội thế giới tổ chức tại Melbourne, Úc, Michel Phelps đã giành được tổng cộng 7 huy chương vàng, phá vỡ kỷ lục giành 6 huy chương vàng của một giải vô địch thế giới do một vận động viên Iran, vận động viên Ian Thorpe người Úc nắm giữ. Ngoài ra, anh còn phá vỡ 5 kỷ lục Olympic khác. Olympic Bắc Kinh 2008 dường như là kỳ Olympic dành riêng cho Michel Phelps. Thần đồng bơi nổi người Mỹ đã xuất sắc lập kỳ tích giành được 8 huy chương vàng trong một kỳ Olympic, trở thành ông vua huy chương vàng trong lịch sử các kỳ Olympic. Bài học trưởng thành. Trong cuộc sống, mỗi người ai cũng muốn mình thành công và tỏa sáng. Chúng ta hãy thử đi tìm xem ưu thế và tiềm năng của bản thân mình là gì. Cuộc đời vô cùng công bằng, ông trời đóng cánh cửa này cho bạn thì chắc chắn sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa khác. Có thể bạn không giỏi trên lĩnh vực này, nhưng điều đó không đồng nghĩa bạn không giỏi trên những lĩnh vực khác. Rồi, thì tiếp theo câu chuyện là kế hoạch của Đặng Á Bình. Xin mời bạn Linh Phương. Bạn Đây, bạn Linh Phương ngồi đây đọc. không còn đọc bài cậu bé cây đinh Cậu bé cây đinh à? Cậu bé và cây đinh. cậu Rồi. bé và cây đinh có một cậu bé đó một có một tính xấu là rất dễ nổi nóng, vậy nên cha cậu đã đưa cho cậu một túi đinh và nói rằng cứ khi nào nào thì cậu hãy đóng một cây đinh lên hàng rào phía sau vườn kia. Ngày đầu tiên cậu bé đã đóng 37 cây đinh lên hàng rào, tuy nhiên số lượng đinh mà cậu đóng giảm dần theo thời gian. Cậu bé phát hiện ra rằng việc khống chế tính khí của mình còn dễ hơn cả việc đóng những cây đinh kia. Cuối cùng đến một ngày, cậu bé cũng không khống chế được tính khí nóng nảy của mình. Cậu đem kết quả này nói với cha mình biết. Cha cậu nói với cậu rằng bây giờ mỗi một lần khống chế được tính khí của mình thì con hãy rút một cây đinh ra. Từng ngày trôi đi, đến một hôm cậu bé thông báo với cha mình rằng cuối cùng cậu đã rút hết được số đinh trên hàng rào ra rồi. Người cha tay cầm dắt sau vườn nói, con làm tốt lắm, con trai ngoan của cha, nhưng còn những lỗ hổng trên những hàng rào kia, hàng rào mái sẽ không thể trở về hình hài như trước đây được nữa. Những lời con nói ra mỗi khi nổi nóng cũng sẽ để lại vết sẹo giống như cây đinh kia. Nếu con dùng dao đâm người khác một nhát thì dù cho cậu sau đó con có nói bao nhiêu lời xin lỗi đi chăng nữa, vết sẹo cũng không bao giờ biến mất. Nỗi đau lời nói im lặng cũng không khác gì so với nỗi đau da thịt thực sự có khả năng sát thương rất lớn. Cho nên con trai ngoan của cha nhất định con phải học được cách khống chế cảm xúc của bản thân, đừng đem đến những cảm giác khó chịu cho người khác. Bài học trưởng thành, khống chế tính khí của bản thân đơn còn đơn giản không? Việc đóng rất nhiều đinh đó trong cuộc sống thường ngày, ngoài việc khống chế tốt tính khí của mình thì
Chúng ta còn cần phải học cách khống chế nhiều vấn đề khác nữa. Những người biết cách khống chế bản thân chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn nửa người không biết khống chế bản thân. Ừ, rồi, cảm ơn Phương. Lý chị An. Tiếp theo xin mời chị Hoàng An.